Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với clip giới thiệu sản phẩm đồ chơi của Toku Vmedia Team. Tạm dừng cuộc hành trình của các vị vương giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngược về với Zenkaiser, tìm hiểu về Gyutojinzer Memorial Edition để xem thử phiên bản lần này có gì khác biệt với phiên bản DS không nhé. Phần hộp có kích thước khá lớn, với mặt trước là biểu tượng của đế quốc Tojitendo trên nền tím đậm. Nếu nhìn kỹ, các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của Stasizer chìm dưới biểu tượng này. Ở mặt sau là một tấm poster của Stacy khi biến thành Stasizer Kyoka. Kế bên là câu thoại đặc trưng của nhân vật này. Sản phẩm của chúng ta gồm một Gear Tojinzer, Stasizer Gear, Tojitendo Gear, 7 Dark Sentai Gear gồm Goranger, Zyuranger, Gauranger, Majiranger, Bokenger, Zenkai Zuran và cuối cùng là Zenkai Gaon. Toàn bộ Gear đi kèm đều được làm bằng đai cát, cầm vô cùng đã tay. Ngoại hình Gyutojinzer lần này được tân trang khá đẹp, kích thước được tăng giống hệt với Gyutolinger Memorial. Bên cạnh đó còn được sơn metallic sang trọng, bám sát với thiết kế góc trong phim. Phía sau cũng được bổ sung thêm hai nút nhấn mới, một dùng để kích hoạt thoại, một dùng để kích hoạt BGM. Cách chơi lần này có sự thay đổi khá nhiều, cụ thể các chế độ chuyển đổi dễ dàng hơn. Khi bật công tắc sẽ là chức năng mặc định. Nhấn giữ lần lượt sẽ cho ra các chế độ khác nhau. Chúng ta có hai chế độ cơ bản là hắc ám và fever. Ba chế độ thoại của Stacy. Người chơi sẽ được trải nghiệm lại các cung bậc cảm xúc của anh chàng này từ giai đoạn đầu cho đến kết phim. Nếu triệu gọi liên tục Robo Sentai tiền bối, Gyutojinzer sẽ rơi vào tình trạng hết năng lượng, giống hệt cảnh trong phim. Điểm này khá hay. Âm thanh hợp thể hắc hóa của Zenkaio Zuran Gaon đã được bổ sung cực kỳ ấn tượng. Chúng ta chỉ việc chọn một trong hai gear Zuran hoặc Gaon, sử dụng mặt bên, bỏ vào trong và xoay, sau đó nhấn còi lần lượt sẽ nghe được âm thanh này. Chúng ta còn một chế độ khá vui nữa, đó là nhấn giữ nút bắn và bật công tắc. Chúng ta sẽ chuyển sang chế độ Kaito và Stacy bị hoán đổi thân xác. Chế độ này cũng có ở Gyutolinger Memorial.
Người chơi còn có thể sử dụng tất cả Sentai Gear hay Dark Sentai Gear trước đây đã có để chơi cùng. Màu sắc chỉnh chu, ngoại hình to lớn, âm thanh chất lừ chính là điểm mạnh của Guitar Ginger Memorial lần này. Mặc dù phần nằm không xoay được, tuy vậy lại bám sát với trong phim vô cùng. Cũng có thể nói, bản Memorial lần này là để chỉnh sửa lại những gì vội vàng ở phiên bản cũ. Hay cũng có thể nói là thay lời cảm ơn với Stacy, một nhân vật góp phần tăng độ kịch tính cũng như đầy cảm xúc trong quá trình phim được trình chiếu khi mà thời điểm đó dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội. Nếu yêu thích Stacy, đây là sản phẩm không thể bỏ qua trong bộ sưu tập lần này. Ấy thế cũng đừng bán bản cũ đi nhé, cả hai bổ trợ nhau rất là nhiều đấy. Và đó là tất cả những gì nhóm muốn giới thiệu với các bạn về sản phẩm lần này. Nếu các bạn thấy thích, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho nhóm nhé. Kỳ tới, tiếp tục với dòng Memorial của Kika Sentai Zenkaiser, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về băng hải tặc đến từ Kaizoku Tobia nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.